phết em ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Sáng nay thì anh em mình dậy từ sớm đi chặt cây về, xong rồi làm hoàn thiện cái mái đây. Và bên cái mái đã xong rồi các bạn ạ. Đây này, rất là chắc chắn luôn. Từ đây lên trên kia, tí nữa chặt cái cây, cái đoạn mái trên kia cho nó thẳng hàng nhau cho nó đẹp. Cái mái này thì rất là chắc chắn rồi, thoải mái đi lên, không rung tí nào luôn. Và những cái máng này rất là khít nhau rồi. Bây giờ kể cả có mưa to đấy cũng không sợ gì cả. Bây giờ phải xuống với bên ăn một chút củ nướng đó các bạn ạ. Để đói rồi. Bên tình hình thế nào? Ổn. Làm chút củ lấy sức đó các bạn. Công nhận ở trong khe nhiều rắn được bên ạ. May là cái đợt này anh mang theo một đôi ủng đút ba lô đấy. Không toi đi cái dép này, cái rắn xanh rắn độc ấy, nó cắn cho một nhát là hôm qua con kia đấy. Cái con kia em nhắm phải, may anh không nhắm phải. Chú đi ủng từ ngoài vào nên anh đi dép, anh đi dép thì quen rồi, dép là thoáng đi ủng. Em đi ủng quen mà ủng hay hôi chân. Nhưng mà đi rừng chân là có mùi. Đi rừng thì cho nên là đi ủng, mà đi dép thì nó lại thoáng. Trong một ngày hôm nay cố gắng chiến đấu xong nhỉ. Ok. Mái tiến sửa lại một tí cái mái nó đống của mài các bạn. Ở rừng này rất là nhiều của mài luôn. Ăn của măng ấy. Anh ăn đi. Anh thấy củ mài ngon hơn. Em thấy củ mài ngon hơn. Cái này ăn chắc bụng. Anh ăn thấy cơm được đấy. Được mà. Ngày xưa cái thời 45 ấy nhỉ. Thời chiến, thời đói nhiều kia. Thì ăn cái củ này xuyên tháng, xuyên năm luôn ấy. Đi tìm đảo, tranh đảo cũng có. Thời đấy thời chiến, cái bao cấp đấy còn đói. Ông bà mình củ này ngon anh ạ. Sợ mưa nữa nhỉ. Trời râm râm kiểu gì. Mà cái đợt nào anh quyết định đi vào rừng chơi kiểu này nhá. Không có cái chuyến nào đi nào mà gọi là nhưng mà nắng quá cũng ngán. Nắng quá làm mất sức không? Mệt. Đằng nào đã anh chặt mà. Anh đang chặt để xếp đều mà.
cái đất. Một vòng đủ hai vòng không? Ừ. anh móc anh vậy đấy. Đấy. Đủ đủ. Chắn được, được rồi. Đấy. Vậy là cái hai cái phần quan trọng nhất đã xong rồi các bạn ạ. Đây là cái sàn với cái mái rất chắc chắn luôn, thoải mái ở luôn đấy. Cái giường này thoải mái, bốn ông lăn lóc ở đây, năm ông cũng được. Vừa đi lấy được cái đống cây đấy về, trời đổ mưa. Cái thời tiết bây giờ đang giao mùa nên là nó bất ổn định lắm. À, hôm nay anh em mình phải làm xong hết cả tất cả cái chỗ này để cho chắc chắn. Cả chiều tối nếu mà nó mưa to thì cũng không lo. Chắc phải đặt tạm một cái bếp ở đây thôi em ạ. Yeah. Vì mình, anh em mình chưa làm được cái bếp ở đằng kia thì lấy đất về để xong rồi làm tạm ở đây đi. Yeah. Okay. Ở đoạn thẳng, đoạn rộng này này, không thì khói chết, hun hai thằng toi đấy. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành quây tất cả vách lại. Một cái dọc nữa. Rồi. Cái này đi, cái này xem kích thước vừa, cái to này, này. Ưu tiên cái to để mình ban. Rồi, đánh dấu đấy. Hai cây, được ra. Cái này vừa không nhỉ, ngắn hơn rồi. Không được, ngắn quá. Cái này để đan trên đi, ờ, đan trên đi. Cái này rồi, đỡ đi. Rồi, tạm ba cây này trước đã. Để xem có được bao nhiêu đã.
Cho kịch luôn đi. Để nó ra. Đấy rồi, cái kia đâu đó rồi. Vào. 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 Vào nữa. Vào tí nữa. Rồi. Chặt cái này đi để ra ăn trên đi. Ừ. Ra của anh mình. Ngắn quá. Đánh gì đánh trên chứ. Đây, đây, quay cái xanh ra ngoài. Đây cái trên này cứng lên em ạ. Đây cái cứng này là sao mà đẩy đẩy cái thằng này để cho nó cụm vào trong này. Đấy. Cây này vô nhỏ. Đấy. Đủ chút chưa? Rồi. Tí nữa, tí nữa nẹp được. Đây. À thôi, tí, tí. Đi lấy tiếp đi. Lấy con đưa không? Không. Cái này thì đang đang chết. Này thì để chèn. Thấy không? Rồi. Để tao đi. Ôi dù, sắc thịt. Dính rồi đấy. Mày lấy cái vừa quá. Mày cầm cái vừa của anh đi. Vừa không vừa. Vuông đét luôn. Cái chỗ này sẽ là cái khoang để bếp các bạn ạ. Thì nữa cắt cái cây này đi. Được chưa? Ok. Rồi, mở cái khoang bếp nào. Cái cây này để như thế này để cho cái bách nó chắc rồi chặt ra. Dưới lên, không ngồi toàn. Rồi, đây sẽ là cái khoang bếp này. Bếp sẽ ra ngoài này. Chắc chắn chưa?
Bây giờ thì anh em mình sẽ tiến hành làm cái vách dựng này nha các bạn nhé. Làm cửa sổ với làm cái cửa chính. Bên cạnh thì thoải mái rồi, chắc chắn rồi. Cái mái này che mưa rất tốt luôn, vì trời đang mưa mà. Đây này, giỏ cả vào camera luôn này. Sao nó lại mưa như thế được nhỉ em nhỉ? Sáng nắng chiều mưa, cái thời tiết bất thường quá này. Thank you.
Đưa sang bên này. Cho thang đi ra của Mai bác. Đang ngồi cầu thang à? Ừ. Đang tới chùa chín nhá. Làm xong hết đi xong đi đâu của mình. Không tính kế. Đây, anh đặt một chân xuống một chân ở góc kia. Ở đây, đặt. Tay chảy máu kìa. Đánh đan. Ra dưỡng, đánh đan. Mắc vào đây, mắc vào đây. Bắt cắn. Giúp anh nhấc trên đầu trên. Bắt cắn là khó liền phết đấy. Vừa đây nhé, cần vừa thẳng. Rồi, tắt trên này nữa. Được. Gì nữa? Mưa nặng hạt quá nhỉ. Sau này đi kiếm tí đồ ăn đi. Tối bây giờ rồi. Đông đào của Mai nhá. Em đào của Mai đi. Em làm cái bếp. Đi đem trời sáng ngoài nhá. Đông là tối lắm. Ok.
Vậy là anh em mình đã làm xong toàn bộ các bạn ạ. Đây là cái toàn cảnh cái chỗ trú ẩn của anh em mình. Đợt này anh em mình chỉ làm một mái thôi, nhưng mà làm hai ngửa một úp thế này thì hiện tại thì trời đang mưa xuống đấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả, không rột tí nào luôn, rất chắc chắn. Cái vách này anh em mình đã quay lại xong xuôi, giờ sẽ đưa các bạn đi tham quan một vòng. Đấy, như thế này. Cái mái thì ở ngoài này thì nó che lên tận ngoài này cơ, mà cái vách thì ở trong này. Cửa sổ và một cái cửa chính đan vào đây thì cũng rất là khít, rất chắc chắn luôn, có thể đóng lại hoàn toàn luôn. Đây, rất là khít luôn. Nhưng mà sẽ phải lấy một cái thanh then về chèn ngang lại, vì bây giờ nó đang bị đổ ra ngoài này. Đây, rất là khít luôn này. Cái đoạn mái ngoài này che mưa rất là tốt, hiên. Và đây là cái vách đây. Anh em mình vẫn còn để lại một cái khoảng đây. Một cái khoảng đây thì ngày mai anh em mình sẽ làm một cái bếp ngoài này, một cái bể chứa nước nữa, làm hoàn toàn bằng tre các bạn ạ. Có lửa rồi, rất là ấm áp luôn. Thì lửa thì không thể để đây mãi được, lửa thì sẽ mang sang cái bếp bên này, để bên đấy. Nói chung là sẽ còn một hai cái công trình nữa thì mới hoàn thiện cái ngôi nhà này. Trong này rất là khô ráo luôn. Để làm được một cái nhà như thế này thì cũng mất hai ngày cứng đấy các bạn ạ. Cũng nói chung là không phải dễ dàng đâu, vì cái phần mái, cái phần mái tre thì làm rất là kỳ công luôn. Còn quây như thế này thì nhanh thôi, sàn thì cũng rất là nhanh thôi, kỳ công ở cái mái. Cái mái thì phải bổ cây ra, xong rồi làm sạch cái những cái đốt ruột của nó thì nó mới mưa nó mới chảy được. Cô bên thì đã đi vào rừng để kiếm củ mài trước rồi các bạn ạ. Củ mài với một chút rau rừng, kiếm một hai quả hoa chuối rừng nữa anh em nấu ăn. Cái video hôm nay thì cũng khá là dài rồi, thì bây giờ mình cũng xin phép là kết thúc video và đi vào trong rừng để giúp cô bên tìm kiếm thức ăn. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào cái hành trình ngày mai nha.